Em chào bác đây, em Lâm đây. Lại quay tiếp cho bác một con Daikin đắt 2012, tem xanh, máy 9.000. Đã được em Lâm chuyển sang điện 220 rồi. Các bác về nhà cắm thẳng điện 220 luôn, không có đổi nguồn nữa. Máy nó chạy êm hơn, chạy trâu hơn, khỏe hơn, vì nó về nguyên bản điện 220. Đấy, thì giá máy bây giờ nhà em bán giá là giá máy thu hồi tiền, cho nên là các bác cũng thương bọn em, cũng đừng mặc cả làm gì, vì giá này là giá thu tiền rồi, cũng đã lỗ rồi đấy, chứ không còn lãi đâu. Đấy thì tụ nó về, giờ nó mới về được tụ thì lắp thêm tụ cho các bác để đỡ mất tiền mua đổi nguồn thôi. Đấy, cửa hàng nhà em là cửa hàng Thanh Lâm Giao Ban Shop, địa chỉ tại Cầu Giàm, Tân Hương, Ninh Giang, Hải Dương. Em dùng hai số điện thoại, số đầu tiên số 0377996066, số dưới là 0975360433 để bác tiện theo dõi và liên hệ với kênh nhà em. Đấy, em chính xác là để ở biển lên xuống. Máy trắng chảo đẹp trai, không vỡ dập gì, cục nóng thì đẹp chấm mét luôn. Đây mặt lạnh treo lên tường thì đây. Đấy, em đi qua máy rồi em sẽ quay vào chi tiết máy. Đây máy đây, không vỡ dập nước bể gì đâu cả. Đây mặt lạnh luôn đây. Đấy, tay chân nó bẩn xào vào thì tí đau lại nhá, thì không thể tránh được. Đây cục nóng đẹp chấm hết luôn. Đấy, đây được cái còn nguyên, không vỡ đít vỡ đoay gì. Đây tem đây, 22LES, trên cũng là 22LTES là trùng đầu đít LES kìa, chữ T là ký hiệu cho form của máy đắt 2012. Đấy, con này thì chạy trong phòng 15m2, máy chạy siêu êm luôn. Đấy, tay chân em nó rất là bẩn. Đấy, sờ thì một chút nó sẽ lau lại. Tay lắp máy thì không thể tránh được, thì quay video xong thì bọn em mới lau đẹp lại nha. Đấy, lau mình dính tèm lại, bởi vì tay chân nó bẩn lắm. Đấy, bác nào kết chiếc này thì alo cho em. Giá 6 triệu là giá thợ, đã bao gồm phí chuyển điện cho các bác rồi, và gồm khiển đi mấy tôn zin đi theo máy. Đấy, 6 triệu bao gồm đổi nguồn, tôn khiển zin đi theo máy. Đấy, còn giá bảo hành 1 năm nhà em là giá là 6.500.000 đồng. Đấy, báo giá công khai luôn cho các bác luôn. Đấy, cho các bác đỡ phải lăn tăn gì. Đấy, 6 triệu giá thợ, bao chạy, bao zin, bao chuyển điện, bao tôn khiển zin cho bác. Đấy, bảo hành 1 năm thì cộng thêm 500 ngàn là 6.500.000. Đấy, các bác nào lấy thì alo cho em. Giá thì bao giờ có thể xê dịch một chút cho các bác. Đấy, giờ thì mong thu lại tiền thôi. Còn nố 100-200.000 cũng vẫn bán để thu tiền về. Hè năm nay thì bắt đầu vào nóng rồi. Đấy, sắp đến điểm oi nóng rồi. Bác nào mà chịu được nóng từ đầu vụ đến giờ thì giờ cũng mua đi thôi. Chứ vào nữa không chịu nữa, mua máy lại lên tiền triệu bộ đấy. Năm nay tầm này anh em ấy máy thì cũng không ai dám nhập máy thêm nữa rồi. Bọn em thì xác định là bán hết là nghỉ, kể cả là bao giờ hết cũng sẽ nghỉ, không sẽ không nhập thêm máy về nữa. Bán hết là nghỉ thôi. Đấy, nhà em thì còn hơn 100 đầu máy thôi. Mới hôm nay mưa bán ván rồi thì ngày mai thì em sẽ cho thêm ra ngoài này. Đấy, các bác lấy thì alo cho em nhá. Đấy, em chào các bác. Máy cực đẹp rồi. Đấy, các bác lấy thì alo hai số điện thoại này. Ga em làm mới 100%. Đấy, nhà em thì lỗ lái bao nhiêu không quan trọng, nhưng làm là phải có cái tâm. Vậy thôi, nói vậy là các bác hiểu rồi. Đấy, các bác mua hàng em quen rồi thì biết tính của em ấy, không bao giờ nói hai lời mà cũng không bao giờ lỗi quá. Có sao bán vậy, máy có sao quay vậy luôn. Đấy, đắt 2012, chạy ga 410. Đấy, đã chuyển điện 220 rồi, dòng ăn thấp cực kỳ luôn. Đấy, 420 ga này, đạt điểm ga 160-180 này. Máy chạy cực êm luôn, không bao giờ nghe tiếng lốc luôn là gì này. Đấy, dí máy này không bao giờ nghe tiếng lốc luôn. Đấy, em chào các bác nhá. Các bác lấy thì alo cho em.